đấy, chúng ta nên mua ngay hay là chờ đợi? Và rất nhiều người đặt câu hỏi rằng không biết rằng bất động sản giờ còn xuống nữa không? Sẽ có giảm giá nữa không? Và đến bao giờ thì sẽ tăng trở lại? Thì trong năm 2024 này, mọi thứ đã bắt đầu khởi sắc hơn. Bản thân nền kinh tế đã có những dấu hiệu của sự phục hồi thông qua việc lãi suất rẻ. Rất nhiều các doanh nghiệp, ngành nghề đã có thêm công ăn việc làm mới. Và đây là một cái tiền đề cho cái việc tăng trưởng kinh tế bền vững và là động lực cho sự phát triển phục hồi của thị trường bất động sản. Chính vì vậy, năm 2024 này, nó là một cái năm tiền đề bản lề để chúng ta chứng kiến sự đảo chiều trên thị trường. Và khi tham gia vào thị trường thời điểm này, bạn sẽ có các lợi thế. Thứ nhất, đó là đi mua, chúng ta dễ dàng có thể tìm được những bất động sản đẹp, vị trí đẹp, phù hợp về giá, và đó là thời điểm mà chúng ta có thể mua được cái vùng giá thấp. Thứ hai, đó là khi chúng ta đi mua thì rất dễ dàng đàm phán, kéo dài thời gian thanh toán. Thứ ba, đó là chúng ta sẽ tận dụng được lợi thế của chính nền kinh tế thời điểm hiện tại để đón nhận được cái sự tăng trưởng của bất động sản trong một cái sự bền vững của thị trường ở chu kỳ sắp tới. Và tôi tin rằng việc mà một nhà đầu tư khi đi đầu tư thì cần phải hiểu rất rõ cái nguyên lý, cái quy tắc của thị trường. Hiểu chu kỳ thị trường là một trong số những yếu tố để giúp cho các bạn có thể giành được chiến thắng. Và việc tránh mua theo phong trào, theo trào lưu, theo đám đông và bị FOMO cảm xúc để đu đỉnh vào những cái giai đoạn bất động sản nóng sốt chính là bài học đầu tiên cần tránh. Và thời điểm này là thời điểm trầm lắng của thị trường, là vùng để chúng ta mua. Và nếu các bạn cần hỗ trợ để tư vấn có thể mua được bất động sản thời điểm này thì hãy liên hệ với Đoàn Dung nha.